Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Rocket Grow Bank. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tôi đăng tải chatbot này bạn. Rồi các bạn click share để đi tiếp này bạn. CIC click chatbot này bạn. Rồi các bạn bấm start nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chiller nè. Airdrop này limit 10.000 member các bạn. Rồi. Qua bấm vào hay hiểu trong bot. Rồi. Các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet với hashtag nè các bạn. Để mình copy hashtag. Rồi, các bạn vào đây follow và retweet. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi người ta các bạn. Rồi các bạn like nè. Tổng giải thưởng nó tới 100.000 USDT đây bạn. Khá là cao các bạn. Rồi các bạn trình nhận với tờ Twitter này các bạn. Toàn dán hashtag đó, giờ tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Hiện tại mới có 1.009 thôi, gần 2.000. Limit 10.000 người nha các bạn. Dự án mới ra luôn. Rồi tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube này bấm đăng ký nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn follow Instagram đó nè. Trên Instagram thì bạn theo dõi các bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn follow subscribe minimum nè. Được rồi, follow được cái. Trên minimum nó thì bạn follow nha các bạn. Continue. Rồi bạn bắt up lên nè. Rồi bạn submit đi tên. Submit. Rồi các bạn join vào kênh chat nè, join xong thì bạn bấm done. Submit, rồi các bạn điền là username Twitter của các bạn nha các bạn. À cộng win chứ. Các bạn mở Twitter của bạn ra thì dưới bức ảnh avatar của bạn sẽ thấy được username Twitter của các bạn. Sau đó submit link retweet nè, với hashtag nè, thì bạn mở Twitter của các bạn ra nha các bạn. Rồi nhập ảnh avatar nè, nhập hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn đã tweet nè, gọi là chatbot nè. Đâu rồi ta? Rồi các bạn gửi chatbot nè. Tiếp tục submit profile link minimum. Thì các bạn sẽ về minimum nè. Đi đây nè. Dạ các bạn chờ xíu các bạn. Ta không được luôn. Kỹ ta. Rồi, được thì bạn nhấp vào ảnh nào. Ba đi qua đăng đen nè các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào ảnh avatar mình nè các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nè các bạn. Rồi sau đó bạn nhấp ba cái anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi mình gọi là chatbot nè. Submit URL YouTube. Thì nó yêu cầu các bạn gỡ đường link YouTube mình, thì các bạn mở YouTube mình ra các bạn. Các bạn nhấp ảnh avatar của mình nè, nhấp vào kênh của bạn nè, nhấp vào ba cái anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép đường link liên kết của mình nha các bạn. Rồi gọi là chatbot nè. Sau đó submit đường profile Instagram thì các bạn nhấp vào Instagram nè. Trên Instagram thì các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình với trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Rồi các bạn sao chép đường link Instagram mình nè, gọi là chatbot nè. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với BNB sở mát trên B20 trên YouTube Black nè các bạn. Gọi là chatbot nè. Rồi bấm balance sheet để check số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 400 token có hiệu là CKR nè. Rồi, dự án này không có ghép nha bạn. Các bạn diệt rồi. Vậy video mình đang kết thúc rồi. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.